tụi mày chỉ biết khúc không chịu đi khám phá. Đứng dậy mày cầm sách bút mày đi với tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thiền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây đâu cho mày nghe tiếng đàn cò. Muôn màu của sông nước rồi mày sẽ thấy cái đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đáng có. Đói cũng đéo có chết thì nguyên thiên nhiên đã ban cho. Tụi tao bát ngát đầm sen ở tháp 10. Biết nhưng có cái bè qua quá sợ cát bưởi. Còn đa dạng hải sản lúc nào cũng phải tươi. Tôi nói mày nghe đừng chăm cha sư ốc chi là phải hửi. Còn chén cơm tụi mày đang ăn là nhờ cánh đồng của ngoại tao. Dân miền Tây chất phát qua đồng thích ngoại giao. Mày qua lòng xin chợ nổi alo cho bạn tao. Nó sẽ đưa mày đi thật xa và hỏi muốn chơi cái lộ nào. Đi về Sóc Trăng quê tao mà chơi đi. Tụi tao chèo, tụi tao lái khoái, tụi tao hái, tụi tao quấn cho tụi mày hay. Thấy thì đừng có hốt lên là sao đường còn dài. Ok tao cho mày cưỡi con dê sẽ cánh 1m2. Uống đi anh em tao nói mày uống đi. Mày cầm ly rượu mày uống đi. Mày chơi xa láng rồi sáng về sớm cho người ta cướp mày uống đi. Rượu tôi xưng thạnh mày uống đi. Từ bên nhà Vinh đó uống đi. Anh em ta xỉn anh em ta tới nãy luôn mày uống đi. Và tao từng sống ở Sài Gòn như ở nợ. Gia tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ. Mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Tao có thằng bạn đang đỉnh ở đất châu đốc là gangster. Nó cứ nhắc tới tao biên giới mà có cái khu là casino. Thằng anh đang canh bên dưới mà người đi vào đi ra đi vô. Nhưng tao nắm hết thì số gấp ngâm như chờ Atiso. Khi đêm xuống phố lên đèn nó nói là đẹp như Tokyo. Nghe radio phát sóng đầu làng đáng tiên dương anh tư địa. Thu chi của thằng đầu đàn khi nó có tiền anh tư xỉ. Nhưng mà tụi tao tiền bố là dân miền Tây thì đúng nghĩa. Đâu có cái súng chỉ mày kiểu câu khai thì còn khuya. Mày còn nhớ câu chuyện giết người mà không cần đụng súng hay dao. Nhang đèn tiếng lóng kèm theo bùa chú là thầy tao. Ông giao tao đi thông não mấy thằng không biết sống sao. Đứng dậy đi và nên động não để ngày nào đó được giống tao. Anh em miền Tây nè. Hello anh Trung Đông, hello mọi người. Buổi sáng vui vẻ nha. Còn khúc nữa hết. Sau này rap bài này nước miếng nó dằn dữ quá vậy. Anh em miền Tây ta bập bình dập dình và gặp gình. Cảnh đẹp nơi đây và tụi nó thấy có người phương Tây đều chụp hình. Có khi ánh nắng như cực hình, gió lại đang treo trên lục bình. Những lúc phải tính bộ não của tao kết cấu y như được lập trình. Mấy thằng chó tụi mày không biết đồng bằng của lâm là gì thì không biết. Chợ nấu với tao là gì thì không biết. Những con người luôn sống với công việc tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Mua rồi bán nhà thèm em tao ở sâu trong một giường đèn đường không có thì đời vẫn chưa được sáng. Tại vì đây không có